Hậu cần ai? Đầu tiên vẫn đang bận để cho cái phòng đầu tiên ở ngoài đây. Phòng đấy đang bị lỗi đầu đấy ạ. Vâng. Nó bị thì cũng bị cháy đây. Và YouTube đây này. Đấy. Đấy. Thì anh dùng cũng điều khiển này này. Đấy. Và anh bấm cái menu này nhá. Đấy. Xong anh vào cho phần tiện ích này. Đây anh bấm này. Đấy, xong anh vào chỗ phần tiện ích này. Và anh bấm đi xuống. Thì anh bấm OK vào. Rồi nhỉ, đó, vừa mới nãy là đâu. Đây, anh vào cái chỗ Viettel cho to này. Đấy, xong anh xuống cái ứng dụng đã tải này. Đấy, YouTube đấy. Và anh bấm OK vào. Tạm thời nó đang dùng bản thử nghiệm nên nó chạy chưa được mượt lắm. Này đỡ phải mua thêm cái đầu Android. Nó đang thử nghiệm. Vâng. Chưa được ổn lắm vâng.